Kim Anh kính chào quý khán thính giả đang trở lại với channel Ngô Phong Today. Hôm nay thứ Bảy ngày 19 tháng 10, kính chúc quý vị nghe đài những ngày nghỉ cuối tuần thật an nhiên. Và sau đây là các nội dung thời sự nổi bật sẽ có trong chương trình. Một số trích đoạn video về diễn biến chính trị đáng chú ý trong ngày qua. Ngày bầu cử sớm tại North Carolina thu hút lượng cử tri đông đảo, tăng 1,3% so với kỷ lục được thiết lập vào năm 2020. Kamala Harris đã giành được hơn 60% số cử tri chưa quyết định trong tháng qua. Taylor Swift và đảng Dân Chủ Florida kết hợp trong chiến dịch vận động bầu cử. Thêm nhiều tài liệu được công khai trong vụ lật đổ bầu cử của Jack Smith chống lại Trump. Cộng đồng MAGA thổi phòng các video chống Ukraine do một nhà sản xuất truyền hình cũng được truyền thông Nga tài trợ. Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố Tucker Carlson được nga tài trợ và nhiều tin khác nữa. Kính thưa quý vị, trong một thời đại mà sự chia rẽ đảng phái dường như đã len lỏi vào từng ngõ ngách của đời sống chính trị, cựu Tổng thống Barack Obama đã tái hiện lại một câu chuyện đáng nhớ về cố thượng nghị sĩ John McCain tại một cuộc meeting cho Phó Tổng thống Harris tại tiểu bang chiến trường Arizona. Được có mặt ở Tucson hôm nay, tôi lại nhớ về người bạn của tôi, John McCain. Giờ đây, tôi không muốn lãng mạn hóa quá mức mối quan hệ của chúng tôi. John là một người theo đường lối bảo thủ, mà nói nhẹ nhàng thôi, đã như vậy rồi. Ông ấy còn ra tranh cử đối đầu với tôi vào năm 2008. Trên đường vận động tranh cử, ông ấy từng nhiều lần nhắc về tôi. Nhưng quý vị biết không, ông ấy hiểu rằng có những giá trị vượt lên trên sự khác biệt của đảng phái. Ông ấy tin vào những cuộc tranh luận chân thành và việc lắng nghe quan điểm của người khác. Ông ấy không bao giờ bôi nhỏ đối thủ chính trị của mình. Quý vị có còn nhớ lần cuối chiến dịch tranh cử, khi một người phụ nữ trong buổi meeting của ông ấy nói rằng, Obama, không thể nào bỏ phiếu cho cái người ả rập đó ông ấy thậm chí không phải là công dân và bà ta cứ thế tiếp tục tuôn ra những lời công kích nhưng john đã lên tiếng thưa bà thưa bà chờ chút đã tôi có nhiều bất đồng với thượng nghị sĩ obama nhưng tôi đã từng làm việc cùng ông ấy ông ấy là một người tốt là một người đáng kính ông ấy là một người yêu nước một người mỹ chân chính và john đã dập tắt ngay những lời lẽ đó ông ấy hiểu rằng nếu chúng ta cứ quen với việc bóp méo sự thật vì lợi ích chính trị hay để tuân thủ theo giáo điều của đảng phái nền dân chủ của chúng ta không thể nào vận hành được john là một người có phẩm giá những người như gabby giffords và mark kelly cũng là những con người có phẩm giá thống đốc của quý vị là người có phẩm giá, thị trưởng của quý vị cũng vậy. Đó là điều mà dạo gần đây tôi luôn suy nghĩ đến. Tôi nghĩ về điều này rất nhiều vì nó quá khác biệt so với những gì chúng ta đang thấy từ ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa hiện tại. Và ngày càng rõ ràng, cả đảng này dường như đã đồng thuận rằng chuyện đó chẳng sao cả một trong những điều đáng lo ngại nhất về cuộc bầu cử này và sự trỗi dậy của donald trump trên chính trường là chúng ta dường như đã gạt sang một bên những giá trị mà những người như john mccain từng kiên trì bảo vệ những giá trị mà chúng ta đã được dạy dỗ từ thuở nhỏ cnn đã đưa tin rằng cuộc vận động của trump tối qua heo hút người tham dự Đúng vậy. Hiện giờ chúng tôi đang có mặt tại trung tâm thành phố Detroit trong một địa điểm khá lớn. Aaron, từ góc nhìn của cô thì có thể cô không thấy rõ. Ý tôi là ngay phía sau lưng cô, cô có thể thấy đám đông nhưng ở phía sau máy quay, nơi tôi đang hướng về thì khá là trống vắng. Họ vẫn chưa thể lấp đầy chỗ này. Và tôi cũng muốn cho cô biết là chúng tôi đã mất hơn 2 tiếng đồng hồ để được vào bên trong. Buổi sự kiện đã bị trễ 2 tiếng so với dự kiến để mở cửa cho chúng tôi vào địa điểm hôm nay. Theo thông tin từ hai nhân viên của cơ quan mật vụ, họ cho biết đây không phải là vấn đề an ninh. Vì vậy, đang có những nghi vấn liệu có phải họ đã thay đổi cách bài trí không gian để điều chỉnh hình ảnh truyền thông hay không. Đây chỉ là một trong những điểm cần lưu ý. Và có lẽ người hâm mộ đã đúng khi Trump ngày càng có những khoảnh khắc kỳ quặc sau đây. Jill Jill, bảo chồng mập của em dậy khỏi ghế salon đi. Lôi cái thằng heo mập đó ra khỏi ghế đi. Nói nó đi bầu cho Trump. Trump sẽ cứu đất nước của tụi mình. Lôi thằng đó ra khỏi người bà. Kêu nó dậy đi Jill, tát cho nó tỉnh đi. Dậy, dậy đi Jill, tụi mình không muốn thấy nó nằm ỉ trên ghế nữa. But that is what we hear from Donald Trump. Nhưng những gì chúng ta nghe được từ Donald Trump hoàn toàn không phải là như vậy. Thay vào đó, ông ta chỉ lặp lại những chiêu trò cũ kỹ, nhàm chán. Ông ta không có kế hoạch nào cụ thể để đáp ứng nhu cầu của người Mỹ và như ta đã thấy, ông ta chỉ chăm chăm lo cho bản thân mình. Giờ đây, ông ta còn trốn tránh các buổi tranh luận và hủy bỏ các cuộc phỏng vấn. Thiệt tình nghe cái này đi ngay chính đội ngũ vận động của ông ta mới đây cũng thừa nhận là do kiệt sức vậy nếu ngay trong lúc vận động tranh cử mà ông đã kiệt sức thì điều đó đặt ra câu hỏi nghiêm túc về việc liệu ông ta có đủ khả năng đảm đương công việc khắc nghiệt nhất thế giới này không thôi nào thiệt tình luôn Kính thưa quý vị, theo sau tiểu bang Georgia, chúng ta đang chứng kiến một bước ngoặt quan trọng tại North Carolina, nơi mà ngày bầu cử sớm đầu tiên đã ghi nhận lượng cử tri tham gia đông đảo chưa từng có. Bất chấp những khó khăn sau cơn bão, ngay trong ngày đầu tiên của bỏ phiếu sớm vào hôm thứ Năm, hơn 353.000 cử tri đã đi bỏ phiếu trực tiếp, theo thống kê sơ bộ từ Ủy ban Bầu cử tiểu bang. Còn số này tăng 1,3% so với kỷ lục được thiết lập vào năm 2020, khi có 348.559 người đi bầu trong ngày mở màn. Đến sáng thứ Sáu đã có 428.299 phiếu bầu được ghi nhận, bao gồm 75.133 phiếu bầu qua thư. North Carolina, một trong những tiểu bang then chốt của cuộc đua vào Bạch Ốc năm 2024, đang đối mặt với những thách thức lớn từ hậu quả của cơn bão Helena, cơn bão đã gây ra nhiều trở ngại cho các cử tri cũng như giới chức bầu cử khi ngày 5 tháng 11, thời điểm bầu cử chính thức đang đến gần. Bà Karen Grinson Bell, giám đốc ủy ban bầu cử tiểu bang, đã khẳng định trong một tuyên bố, tỷ lệ cử tri đi bầu cao hôm qua cho thấy người dân rất phấn khích với kỳ bầu cử này. Họ tin tưởng vào quy trình bầu cử và một cơn bão cũng không thể ngăn cản người dân North Carolina thực hiện quyền bầu cử để bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội thực hiện quyền bầu cử ủy ban bầu cử tiểu bang đã ban hành một số quy định khẩn cấp dành cho các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão helena những thay đổi này bao gồm điều chỉnh lịch bầu cử sớm các bang bầu cử cấp quận có quyền thay đổi ngày giờ và địa điểm bỏ phiếu sớm mở điểm bỏ phiếu bổ sung trong trường hợp cơ sở bỏ phiếu bị thiệt hại các điểm bầu cử mới có thể được mở ở các quận khác để phục vụ người dân. Ngoài ra, Quốc hội bang đã thông qua khoản tài trợ 5 triệu đô để hỗ trợ ủy ban bầu cử tiểu bang chi trả các chi phí quản lý sau bão. Trong cuộc bầu cử năm 2020 tại North Carolina, Trump đã giành chiến thắng với tỷ lệ 49,93% so với 48,59% của Tổng thống Biden. Dù Biden không thắng ở tiểu bang này, ông đã thể hiện sức mạnh ở các khu vực thành thị lớn, giúp ông thu hẹp khoảng cách so với Trump, nhưng Trump vẫn duy trì ưu thế ở nhiều khu vực nông thôn và lật ngược một số quần hạt từng ủng hộ Đảng dân chủ trong quá khứ. Trong cuộc đua năm nay, Phó tổng thống Harris hiện đang có lợi thế nhẹ so với Trump, với kết quả thăm dò gần đây cho thấy Harris dẫn trước Trump 49 so với 46%. Chiến dịch Harris không kỳ vọng thắng toàn bộ các quận nông thôn, họ đang cố gắng thu hẹp khoảng cách bằng cách tập trung vào các vấn đề như chăm sóc y tế và giáo dục, vốn được nhiều cử tri nông thôn quan tâm hơn so với các chủ đề truyền thống về nông nghiệp. Harris đã mở văn phòng vận động tại các khu vực trọng yếu như là quận Robson để thúc đẩy sự hiện diện và tương tác với cử tri nông thôn, nơi số lượng cử tri đăng ký đảng Dân Chủ vẫn cao nhưng tỷ lệ bỏ phiếu lại thấp trong quá khứ. Đến nay, Trump vẫn đang dẫn đầu nhẹ ở nhiều khu vực nông thôn nhờ vào sự trung thành từ những cử tri bảo thủ tại đây. Việc bà Harris có thành công trong việc thu hẹp khoảng cách hay không sẽ là yếu tố quan trọng quyết định kết quả tại tiểu bang dao động này. Với sự gia tăng 1,3% trong lượng cử tri tham gia bỏ phiếu sớm tại North Carolina so với năm 2020 có thể là tín hiệu tích cực cho chiến dịch Harris và trong nhiều kỳ bầu cử hiện đại ở Hoa Kỳ, khi tỷ lệ cử tri đi bầu cao, điều đó thường mang lại lợi thế cho các ứng cử viên Đảng Dân chủ. Chúng ta có thể thấy như vào năm 2008, cuộc bầu cử có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất trong nhiều thập niên với sự xuất hiện của ông Obama, người đã huy động được sự tham gia đông đảo của cử tri trẻ và thiểu số giành chiến thắng trước ông John McCain và gần hơn là vào năm 2020, cuộc đua giữa Tổng thống Biden và Trump thu hút tỷ lệ cử tri tham gia kỷ lục. Nhờ sự quan tâm mạnh mẽ, đặc biệt từ các cử tri chống Trump, ông Biden đã giành chiến thắng một cách thuyết phục từ phiếu cử tri đoàn đến phiếu phổ thông. Trong khi đó, kết quả từ cuộc thăm dò mới nhất của Emerson College thực hiện từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10 đã cho thấy những chuyển biến đáng chú ý trong xu hướng lựa chọn của nhóm cử tri chưa quyết định. Cụ thể, trong số những người mới chọn ra ứng cử viên mình ủng hộ trong tháng qua, 60% đã chọn phó tổng thống Harris, trong khi chỉ 36% chọn ứng viên Donald Trump. Điều này cho thấy mà Harris đang có lợi thế trong việc thu hút sự ủng hộ từ nhóm cử tri này. Điều đặc biệt thú vị là mức độ ủng hộ của cử tri phụ thuộc vào thời điểm họ đưa ra quyết định. Trong số những người mới quyết định tuần vừa qua, 65% chọn Harris và chỉ 27% chọn Trump. Ngược lại, ở nhóm cử tri đã xác định lựa chọn hơn một tháng trước, Trump lại dẫn trước với 52% so với 48% của Harris. Như vậy kết quả này gợi ý rằng những cử tri quyết định muộn hơn đang dần có xu hướng nghiêng về phía ứng viên Harris. Trong bối cảnh cuộc bầu cử đang đến gần, việc chinh phục những lá phiếu còn lưỡng lự như vậy sẽ là yếu tố cực kỳ quan trọng cho cả hai ứng viên. Cuộc thăm dò cũng cho thấy 3% cử tri hiện vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn về sự lựa chọn của họ và cho biết họ có thể thay đổi quyết định. Trong nhóm này 48% có xu hướng chọn Harris so với 43% nghiêng về Trump. Mặc dù đây chỉ là một nhóm nhỏ, nhưng trong một cuộc đua sát sao, mỗi lá phiếu đều quan trọng và chính những người còn lưỡng lự này có thể tạo nên sự khác biệt lớn. Câu hỏi đặt ra là vì sao bà harris đang gây ấn tượng sự gia tăng tỷ lệ ủng hộ của harris có thể phản chiếu sự hiệu quả của các thông điệp và chiến dịch vận động gần đây của bà harris đại diện cho sự đa dạng và nhấn mạnh các thông điệp về bình đẳng quyền phụ nữ và hướng đến tương lai tươi sáng hơn đây là những vấn đề có thể tạo được tiếng vang với cử tri trẻ và phụ nữ những nhóm có xu hướng ra quyết định muộn hơn dù có sự ủng hộ mạnh mẽ từ những cử tri trung thành đã chọn ông từ sớm, Trầm đang gặp khó trong việc thu hút nhóm cử tri chưa quyết định. Các thông điệp của ông, chủ yếu hâm dọa an ninh và kinh tế, có thể không đủ để chinh phục những cử tri mới đang tìm kiếm một tương lai đổi mới và ổn định hơn. Vẫn theo cuộc thăm dò, 80% cử tri đã quyết định ủng hộ ứng viên từ hơn một tháng trước, trong khi 11% chọn trong tháng qua và 6% quyết định trong tuần vừa qua. Điều này có nghĩa là cơ hội chinh phục những lá phiếu lưỡng lự chỉ còn rất hạn chế. Cả Harris và Trump sẽ phải nỗ lực hết sức trong giai đoạn nước rút này để củng cố vị thế và gia tăng khả năng chiến thắng. Với sai số của cuộc khảo sát là cộng trừ 3%, mọi thứ vẫn đang nằm trong vòng bất định. Dù Harris hiện có lợi thế với nhóm cử tri chưa quyết định, cuộc đua giữa hai ứng viên vẫn rất suýt sao. Ngôi sao ca nhạc thế giới Taylor Swift sẽ có 3 buổi biểu diễn tại Miami vào cuối tuần này. Và đảng Dân Chủ tại Florida đã sẵn sàng tận dụng một cơ hội lớn như vậy. Đảng dân chủ Florida đã hợp tác với nhóm Swiftie for Kamala để tổ chức một loạt sự kiện vận động cử tri, mỗi hoạt động bao gồm các buổi nghe nhạc, các sự kiện gọi điện thoại và đi đến từng nhà để kêu gọi cử tri. Họ thậm chí đã chuẩn bị hàng loạt quà tặng và sẽ phát trực tiếp những bản mashup bất ngờ từ các buổi diễn của Taylor Swift. Trong chiến dịch nhắn tin, họ dự kiến gửi thông điệp đến 1,5 triệu cử tri Florida với nội dung sáng tạo như Tôi biết nơi bạn có thể bỏ phiếu và làm sao để bầu chọn người phụ nữ này. Các tình nguyện viên cũng sẽ tự làm vòng tay tình bạn, một biểu tượng quen thuộc của những người hâm mộ Swift. Ủy ban quốc gia đảng Dân Chủ DNC cũng tham gia với thông điệp ký nguyên bầu cử của tôi với các giá trị như bình đẳng, quyền sinh sản, hoặc hành động vì khí hậu để khuyến khích cử tri hành động. Ngoài ra, DNC còn thuê bản quảng cáo quanh khu vực biểu diễn ở Miami với hình ảnh Phó Tổng thống Harris và dòng chữ Chào mừng đến kỷ nguyên bầu cử của bạn. Hãy đi bầu và bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ một cách nhanh chóng như Taylor Swift. Mặc dù chưa rõ là Squibb có đưa ra phát biểu chính trị trong buổi diễn tại Miami hay không, nhưng phe Dân Chủ vẫn tận dụng mọi cơ hội. Các ứng cử viên Dân Chủ tại Florida sẽ có mặt tại các sự kiện vận động bên lề. Eden Janorio, phát ngôn viên của đảng Dân Chủ Florida, nhấn mạnh, Taylor Squibb có sức mạnh to lớn trong việc thúc đẩy cử tri đi bầu. Chúng tôi hy vọng những nỗ lực của mình sẽ giúp mọi người kết nối với thông điệp, nhưng không gì so được với ảnh hưởng trực tiếp của cô ấy. Sự kiện càng được nhấn mạnh bởi sự trùng hợp đặc biệt khi tour diễn của Swift kết thúc đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 60 của bà Harris, tạo nên thêm một điểm nhấn cho sự kiện cuối tuần này. Phía Cộng hòa không đứng ngoài cuộc chơi, họ lên kế hoạch cho một đoàn xe ủng hộ Trump tại Miami vào Chủ nhật. Thêm vào đó, đảng Cộng hòa tại Miami chỉ trích chiến dịch của đảng Dân Chủ cho rằng giá vé đắt đỏ của buổi hòa nhạc là ví dụ rõ ràng về thiệt hại kinh tế dưới thời chính quyền Biden-Harris. Mặc dù chưa biết Taylor Swift sẽ có đưa ra thông điệp chính trị nào hay không, nhưng nhiều người vẫn hy vọng họ đang nói đùa với nhau rằng nếu Taylor Swift và Post Malone cùng kêu gọi khán giả bộ cho Harris, đó sẽ là khoảnh khắc đỉnh cao của chiến dịch. thẩm phán Tanja Chetkin đã chính thức công khai phần phụ lục đính kèm trong bản tóm tắt dài 165 trang của công tố đặc biệt Jack Smith nộp vào đầu năm nay liên quan đến việc bị cáo trơm có xứng đáng được miễn trừ đối với các hành động bị buộc tội trong bản cáo trạng J6 hay không. Phần phụ lục có tổng cộng 1.889 trang và được chia thành 4 tập nhiều nội dung trong số này vốn đã được công khai trước đó nhưng lần công bố vào hôm qua diễn ra chỉ vài tuần sau khi tòa đưa ra một loạt tài liệu bất lợi hơn cho trâm nhóm pháp lý trâm trước đó đã nỗ lực yêu cầu tòa giữ kín các tài liệu trong bối cảnh ông đang theo đuổi chiến dịch tái tranh cử thẩm phán jerken nơi bà bác bỏ yêu cầu của trâm bà thẳng thừng chỉ trích trâm rằng chính ông mới là người đang cố gắng can thiệp vào bầu cử thông qua vụ án này bà viết có một nguyên tắc quan trọng là phải công khai tất cả các khía cạnh của tiến trình tố tụng hình sự nếu tòa giữ kín thông tin mà lẽ ra công chúng có quyền biết chỉ vì lo ngại hậu quả chính trị điều đó có thể bị coi là sự can thiệp bầu cử nữ thẩm phán nhấn mạnh trâm mới là người đưa chính trị vào vụ án này Phần lớn các tài liệu được biên tập kín và được cho là bao gồm lời khai trước đại bồi thẩm đoàn và ghi chú từ các cuộc phỏng vấn của FBI trong tiến trình điều tra kéo dài nhiều năm. Các tài liệu công khai chủ yếu chứa thông tin đã được công bố trước đó, bao gồm bản ghi âm cuộc gọi của Trump với Bộ trưởng Hành chính bang Georgia, nơi ông yêu cầu tìm đủ phiếu để thay đổi kết quả, ảnh chụp chứng nhận của các cử tri đoàn giả, lá thư của Phó Tổng thống Mike Pence gửi Quốc hội giải thích tại sao ông không thể từ chối xác nhận kết quả bầu cử. Tuy nhiên, các tài liệu công bố lần này cũng cho thấy những chi tiết mới. Một trong số đó là lời khai của nhân viên Tòa Bạch Ốc trong cuộc phỏng vấn với Ủy ban đặc biệt J6 của Hạ viện. Trước đó vào đầu năm nay, Hạ viện đã công bố bản ghi của cuộc phỏng vấn này, nhưng nhiều đoạn trả lời của nhân viên Bạch Úc đã bị Đảng Cộng hòa biên tập lại. Các tài liệu mới cho thấy Công tố Smith đã làm nổi bật một số câu trả lời quan trọng trong phiên bản đầy đủ. Theo bản ghi, nhân viên này nói với Trump rằng các đài truyền hình đã ngừng phát sóng bài phát biểu của ông vì có bạo loạn ở Capitol Hill. Ông ấy hỏi, ý ông là sao? Nhân viên đáp họ đang gây bạo loạn ở capital, Trầm phản ứng, "Ồ vậy à, để tôi xem nào." Nhân viên này cũng mô tả việc giúp Trầm cởi áo khoác, bật TV và đưa ông điều khiển từ xa, sau đó đi lấy một chai Diet Coke cho Trầm. Tôi cởi áo khoác cho ông ấy, bật TV và đưa điều khiển, sau đó tôi bước ra ngoài lấy Diet Coke cho ông ấy và khi quay lại, ông ấy đang ngồi xem sự kiện trực tiếp. Các phụ lục được công bố lần này liên quan đến một hồ sơ do công tố Smith nộp trước đó trong tháng. Trong đó, ông lập luận rằng hành động của Trump không nên được bảo vệ bởi quyền miễn trừ tổng thống. Các tài liệu được công bố gồm 4 tập, trong đó nhiều trang bị biên tập kín cụ thể hơn. Tập đầu tiên gồm các trích đoạn từ cuộc phỏng vấn của Ủy ban đặc biệt J6 với nhiều nhân chứng. Tập thứ hai bao gồm các trang niêm phòng và bài đăng trên mạng xã hội của Trump cùng các đồng minh. Một trong số đó là bài đăng chỉ trích ông Pence vào ngày 6 tháng Giêng nói rằng Pence không có đủ dũng khí để làm điều cần làm. Tập thứ ba, chứa chứng nhận của các cử tri đoàn giả, trích đoạn hội ký của Pence và bản ghi cuộc gọi của Trump với Bộ trưởng Hành chính bang Georgia vào tháng Giêng năm 2020. Tập cuối cùng gồm các bản ghi nhớ của luật sư John Eastman về kế hoạch yêu cầu Pence từ chối xác nhận kết quả bầu cử, phát biểu chuẩn bị của Trump cho ngày 6 tháng Giêng, cùng các email gây quỹ của chiến dịch Trump trước ngày diễn ra bạo loạn. Tài liệu còn bao gồm một ghi chú viết tay với yêu cầu Pence từ chối các cử tri đoàn, dư tháo tiền bạc cho các sự kiện ngày 6 tháng Giêng và bản ghi phiên CNN Town Hall của Trump vào năm 2023. Một trong số đó hồ sơ chỉ ra bà đã gặp Trâm vào ngày 23 tháng 11 năm 2020 và khẳng định những cáo buộc của Trâm về máy bỏ phiếu Dominion bị can thiệp là sai sự thật. Bà cho biết ông không xem xét hết tất cả các cáo buộc của Trâm mà chỉ tập trung vào một số điểm chính. Điều duy nhất tôi nhớ rõ là các máy bỏ phiếu của Dominion, bà nói với dân biểu Liz Cheney trong buổi làm việc với Ủy ban đặc biệt vào tháng 6 năm 2022. Tôi nhấn mạnh rằng rất phi lý khi họ lãng phí thời gian vào vấn đề này vì máy này chỉ dùng để đếm phiếu và việc kiểm tra kết quả đếm với phiếu bầu thực tế là rất dễ dàng. Tôi thực sự cho rằng điều này rất vô lý tuy nhiên trump không nghe theo lời khuyên của bà và tiếp tục cùng các đồng minh lan truyền câu chuyện sai sự thật rằng mấy dominion đã gian lận bầu cử để giúp ông biden chiến thắng Thưa quý vị, phần lớn các tài liệu này là bản ghi đã được biên tập với nhiều trang chỉ là những khối được bôi đen. Ban đầu ông Smith đã nêu tên các đồng phạm trong cáo trạng đầu tiên, sau đó ông phải điều chỉnh cáo trạng để phù hợp với phán quyết của Tối cao Pháp viện rằng tổng thống được hưởng quyền miễn trừ, nhưng chúng ta cũng biết là nhiều đồng phạm liên quan đến âm mưu của Trump vẫn chưa bị truy tố. Chúng ta cần nhớ về vụ Watergate Vụ đó mất nhiều năm để điều tra và truy tố và đã có 69 người bị truy tố và 48 người bị kết án. Và khi chúng ta nhìn vào những tội ác do Richard Nixon và những kẻ đồng mưu gây ra, những tội ác đó trông giống như tội trộm cắp vặt khi so sánh với những gì trơm và những kẻ đồng phạm của ông ta đã làm trong vụ trai sáu họ không những cố gắng đảo ngược kết quả bầu cử chà đạp lên ý chí của người mỹ cử tri mỹ mà còn tìm cách phá hoại nền dân chủ hoa kỳ trong khi công chúng sẽ không thấy kết quả của vụ hình sự này trước ngày bầu cử, thì giờ đây họ sẽ thấy bằng chứng mà công tố đặc biệt Jack Smith đã có chống lại Trump. Những bằng chứng như vậy sẽ được sử dụng trong phiên tòa trong tương lai nếu vụ án được đưa ra xét xử vào thời điểm nào đó vào năm sau. Một loạt video đầy tranh cãi mang tên Vén mạng Zelensky được sản xuất bởi Ben Swan một nhà báo tự nhận là độc lập nhưng có lịch sử liên kết với truyền thông nhà nước Nga, loạt video này tấn công vào uy tín của Tổng thống Zelensky và nhận được sự hưởng ứng rộng rãi từ các nhân vật cánh hữu có ảnh hưởng trên mạng xã hội, bao gồm cả Trump Loạt video vén mạng Zelensky được tung ra vào tháng 4 năm nay, ngay khi quốc hội hoa kỳ đang tranh luận có nên tăng thêm viện trợ quân sự cho ukraine hay không nội dung các video xoay quanh những cáo buộc nhằm vào ông zelensky mô tả ông như một nhà lãnh đạo độc tài thao túng phương tây để duy trì cuộc chiến mà phía nga tin rằng sẽ kết thúc với chiến thắng của họ điều khiến câu chuyện này trở nên đáng nói hơn chính là việc loạt video được lan truyền mạnh mẽ bởi các nhân vật có ảnh hưởng trong giới cánh hữu tại mỹ trong đó có trầm con người không những quảng bá mà còn khuyến khích người xem tìm hiểu về khoản viện trợ hàng tỷ đô mà mỹ đã gửi cho ukraine ben swan người đứng sau loạt video đó trước đây từng làm việc cho rt america một đài thuộc hệ thống truyền thông nhà nước nga một công ty khác của ông Rebel Media Productions đã nhận được hơn 6 triệu đô từ các tổ chức liên quan đến RT trong vòng 2 năm gần đây. Đáng chú ý, nhiều nhân vật xuất hiện trong loạt video cũng từng góp mặt trong các chương trình của RT, càng củng cố lo ngại rằng đây có thể là một phần trong chiến dịch tuyên truyền của Nga. Loạt video nhanh chóng thu hút phe MAGA và được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng như X và True Social riêng Trầm còn đã hai lần đăng tải về loạt phim gọi đây là chuỗi nội dung bùng nổ và yêu cầu người theo dõi xem để biết sự thật về cuộc chiến Ukraine. Các nhà quan sát cũng chỉ ra rằng nhiều người có ảnh hưởng khác đã sử dụng ngôn ngữ tương tự khi quảng bá cho loạt phim như thể là một chiến dịch truyền thông có tổ chức. Dù Squan đã đăng ký hoạt động theo đạo luật đại diện nước ngoài, nhưng đến đầu năm nay, ông ta lại ngừng báo cáo các hoạt động liên quan đến OT. Khi được hỏi, Squan cho biết công ty của ông đã cắt đứt quan hệ với OT sau các lệnh trừng phạt mới từ chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, điều này vẫn đặt ra câu hỏi đầy hoài nghi trong việc sử dụng các khoản tiền khổng lồ từ truyền thông nhà nước Nga. Vẫn tin liên quan đến Nga, Thủ tướng Canada, ông Justin Trudeau, vừa gây chú ý khi đưa ra tuyên bố dưới lời tuyên thệ rằng Tucker Carlson, người nổi bật của truyền thông cánh hữu Mỹ, được tài trợ bởi một cơ quan truyền thông thuộc sở hữu của nhà nước Nga. Phát biểu tại cuộc điều tra công khai về sự can thiệp của nước ngoài hôm thứ Tư, Thủ tướng Trudeau đã đề cập đến những ảnh hưởng của Nga trong việc lan truyền thông điệp chống vaccine trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, đặc biệt là trong thời gian diễn ra phong trào đoàn xe tự do vào đầu năm 2022 đây là cuộc biểu tình chống lại quy định bắt buộc trích vaccine covid và các hạn chế y tế tại canada ông trudeau cho biết chúng tôi đã nhận thấy các thông điệp chống vaccine trong thời kỳ đại dịch và trong cuộc biểu tình đã được khuếch đại bởi tuyên truyền của nga đặc biệt trên các đài truyền thông thuộc cánh hữu ngoài ra ông còn nhấn mạnh rằng sau khi nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện các đài truyền thông này tiếp tục truyền bá các thông điệp ủng hộ tổng thống nga vladimir putin Ông Trudeau cho rằng đài truyền hình nhà nước nga RT hiện đang tài trợ cho các blogger và nhân vật nổi tiếng trên YouTube, bao gồm Jordan Peterson, một nhà tâm lý học và bình luận viên người Canada, cùng với Tucker Carlson, nhằm khuếch đại các thông điệp gây bất ổn cho nền dân chủ. Trong phiên họp, ông Trudeau cũng trích dẫn một cáo trạng gần đây của Bộ Tư pháp Mỹ, trong đó đề cập đến việc các nhân viên của của đài RT đã chi hàng triệu đô la cho công ty truyền thông bảo thủ Tenet Media. Để thực hiện một chiến dịch gây ảnh hưởng bí mật. Dù vậy, các cáo trạng này không nêu tên Tucker Carlson hay Jordan Peterson. RT trước đây được biết đến với tên gọi Russia Today, bị coi là công cụ chủ chốt của Điện Kremlin trong việc truyền bá tuyên truyền. Sau cuộc xâm lược Ukraine, RT đã bị cấm hoạt động tại Liên minh Châu Âu, Canada và Anh Quốc. Carlson cũng đã gặp phải nhiều chỉ trích vì được cho là lặp lại các quan điểm tuyên truyền của Nga. Đặc biệt là trong những phát biểu về cuộc chiến Ukraine. Vào tháng 2 năm nay, Carlson đã gây tranh cãi khi đến Moscow để phỏng vấn tổng thống Putin. Trong cuộc phỏng vấn đó, nhiều tuyên bố của Putin được cho là sai sự thật hoặc gây hiểu lầm và Carlson đã không đặt câu hỏi phản biện. Carlson sau đó giải thích rằng mục đích của cuộc phỏng vấn là để cung cấp thông tin cho người Mỹ. Phần lớn người Mỹ không biết vì sao Putin xâm lược Ukraine hay mục tiêu hiện tại của ông ấy là gì. Carlson cho biết trong một video tuyên bố, Chúng tôi không ở đây vì yêu mến Putin. Chúng tôi không khuyến khích quý vị đồng tình với những gì ông ấy nói, nhưng chúng tôi khuyến khích quý vị lắng nghe để có cái nhìn đầy đủ nhất. Thưa quý vị, lời tuyên bố của Tucker Carlson rằng phần lớn người Mỹ không biết vì sao Putin xâm lược Ukraine, không những coi thường nhận thức của công chúng Mỹ mà còn là một sự ngụy biện nguy hiểm. Đây là chiến lược tinh vi nhằm bình thường hóa và biện minh cho những hành động xâm lược của một chế độ chuyên chế, Carlson dưới vỏ bọc của trung lập thông tin đã tạo điều kiện cho một nền tảng tuyên truyền mà Putin và chính quyền nga không ngừng khai thác. Thứ nhất, hành động xâm lược của nga tại ukraine không phải là một bí ẩn cần phải giải mã. Đây là cuộc tấn công vào chủ quyền của một quốc gia độc lập được toàn thế giới từ liên hợp quốc, kha eu cho đến các tổ chức nhân quyền lên án. Nga vi phạm luật pháp quốc tế và gây ra hàng loạt tội ác chiến tranh, từ thảm sát thường dân đến phá hủy cơ sở hạ tầng. Điều đó không cần thêm quan điểm khác để làm rõ, bởi sự thật về cuộc chiến đã quá rõ ràng và được xác nhận từ nhiều nguồn độc lập. Thứ hai, lý lẽ rằng người Mỹ nên lắng nghe để có cái nhìn đầy đủ nhất không gì khác hơn là chiêu bài nhằm tạo không gian cho tuyên truyền từ một nhà lãnh đạo độc tài. Putin không phải là người đưa ra các luận điểm trung thực hay khách quan mà là người đã sử dụng thông tin sai lệch như một công cụ chiến lược trong suốt nhiều năm. Trao cho ông ta cơ hội giải thích là tiếp tay cho những nỗ lực bóp méo sự thật và biện minh cho hành vi xâm lược của Nga. Thứ ba, không thể biện minh rằng việc lắng nghe Putin là hành động không khuyến khích đồng tình. Truyền tải thông điệp của một nhà độc tài dưới danh nghĩa thông tin trung lập là vô trách nhiệm và nguy hiểm. Việc truyền bá thông điệp từ một kẻ gây chiến đã vô hình chung góp phần bình thường hóa các hành vi phi pháp và khuyến khích sự chia rẽ trong Hoa Kỳ. Cuối cùng, lời khuyên lắng nghe Putin không phải là việc thúc đẩy nhận thức, mà là một cái bẫy của sự hoài nghi và thiếu niềm tin vào các giá trị dân chủ. Nên dân chủ không đòi hỏi người dân phải lắng nghe mọi quan điểm, đặc biệt khi những quan điểm đó đến từ kẻ chuyên quyền và mang mục đích hủy hoại các giá trị dân chủ. Thưa quý thính giả, thị trường cá cược đang tung hô chiến thắng lớn của trump đang bị thao túng đó là chủ đề của phần tin tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một hiện tượng đáng chú ý nền tảng cá cược polymarket nơi đang trở thành công cụ quảng bá cho chiến dịch trump bất chấp những lo ngại về khả năng thao túng thị trường và ảnh hưởng đến nhận thức của công chúng polymarket nền tảng cá cược sử dụng tiền điện tử hiện đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội tại đây Trump được cho là có 61,9% cơ hội vượt qua Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc đua năm 2024. Mặc dù các cuộc thăm dò chính thức cho thấy cuộc đua đang ở thế cân bằng, nhưng những tỷ lệ cực này lại được nhiều người dùng trên mạng X quảng bá rầm rộ, khiến công chúng tin rằng Trump đang nắm ưu thế lớn. Elon Musk, người sở hữu X và là bạn thân của Peter Thiel, nhà tài trợ chính của Polymarket, đã công khai ủng hộ nền tảng này cho rằng nó chính xác hơn các cuộc thăm dò truyền thống vì có cái gọi là tiền thật đặt cược vào kết quả. Ngoài Musk, Joe Kernan, người dẫn chương trình Squawk Box của đài CNBC, cũng liên tục nhắc đến Polymarket để ủng hộ Trump. Vào mùa thu năm nay, 30 triệu đô la đã được rót vào Polymarket từ bốn tài khoản bí ẩn để đặt cược vào chiến thắng của Trump và một số kịch bản khác như Trump thắng tại Pennsylvania hoặc thắng phiếu phổ thông. Các tài khoản này, bao gồm Freddy 9999, theo phố Princess Carol và Michi đều sử dụng Kraken, một sàn giao dịch tiền điện tử tại Mỹ, để thực hiện giao dịch. Các chuyên gia nghi ngờ rằng bốn tài khoản này có thể thuộc cùng một người và cho rằng đây là một hình thức thao túng thị trường. Từ đó, tỷ lệ cược của Polymarket đã thay đổi đáng kể. Nếu một tháng trước, Harris còn có 52,3% cơ hội thắng cử, thì nay tỷ lệ này chỉ còn 38,2%. Nhà phân tích Christopher Gerlacher từ Prediction News cho biết những biến động bất thường như vậy gần như chắc chắn là kết quả của sự thao túng. Ông cũng tiết lộ rằng một trong các tài khoản, Freddy9999, đang nắm giữ số tiền đặt cược vào Trump lớn gấp đôi tài khoản cao thứ hai. Dù tỷ lệ cược không đồng nhất với các cuộc thăm dò, vốn vẫn cho thấy Trump và Harris bám đuổi sát nút. Những người ủng hộ Trump vẫn coi Polymarket như bằng chứng cho thấy ông ta đang bứt phá. Điều đó gợi nhớ đến những sai lệch trong cuộc bầu cử năm 2016, khi nhiều người tin rằng các nhà thăm dò đã đánh giá sai mức độ ủng hộ của Trump. Một số chuyên gia như Simon Rosenberg, nhà chiến lược chính trị của Đảng Dân Chủ, đã gọi hiện tượng này là Polymarket Voodoo, tạm dịch bùa chú market. Ông nhấn mạnh, tỷ lệ cược không phải là công cụ phân tích chính xác và hoàn toàn có thể bị thao túng bởi những người giàu có từ Nga, Trung Quốc hay các quốc gia khác. Nếu Trump thua vào ngày 5 tháng 11 tới đây, nhiều người lo ngại là ông ta có thể lấy tỷ lệ cược trên Polymarket làm bằng chứng cho rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp, một tình huống mà có thể kích động những người ủng hộ Trump vừa mất tiền và giáo chủ của họ vừa thất cử, dẫn đến những gì đã xảy ra vào ngày 6 tháng Giêng. Dù động cơ thực sự của những người đứng sau các khoản đặt cược hàng triệu đô la vẫn là một ẩn số. Một số chuyên gia như Rajiv Sethi từ Barnard College lại cho rằng người chơi có thể chỉ đang đặt cược vì niềm tin vào chiến thắng của Trump, cho rằng tỷ lệ cược không phản ánh đúng tình hình thực tế mà chỉ thể hiện cảm tính và xu hướng của người chơi. Tuy nhiên, những biến động bất thường tại Polymarket đã khiến nền tảng này bị điều tra. Theo tờ Wall Street Journal, Polymarket đang hợp tác với các chuyên gia bên ngoài để xem xét các hoạt động đặt cược vào cuộc bầu cử tổng thống và nội dung tin mà derek ngô vừa trình bày cũng đã khép lại chương trình tại đây hẹn gặp lại quý vị vào thứ hai tuần tới với thụy linh sẽ trở lại